Hello, chị Trế. Hello, Hoàng Giang. I remember you. You have one of the best videos of our new latest events for Mid Autumn Festival, right, Giang? Very good job. Yes. Okay. Hello, everyone. Hello, Nghĩa. Hello, Hoài Nam. You guys have very interesting background and filter. Hoài Nam, what happened to you? What happened to your background? Okay, hello Thanh Thu. Hello teacher. Xin chào các con. Hello teacher. Cô có gửi cái mà mình có thể đăng nhập vào class Dojo ấy, các con có nhớ không? Sao cô thấy có gì khó khăn khi mà các con đăng nhập vào đấy không nhỉ? Cô thấy các con đăng nhập vào ít quá đi con nhìn nè. Có vài bạn được thôi. Cô thấy cũng có rất là nhiều bố mẹ vào cái file của cô gửi đây. Nhưng mà có vẻ là hơi khó khăn trong khi nhấn vào ấy. Cô chưa biết là có gặp vấn đề gì. Cô ơi, Thanh Thư fan ư? Sao con Thanh Thư? Đó là gì ạ? Đó là con. Sao hả con? Pass rồi. Đấy, có bạn Bảo Khôi, có bạn Anh Tuấn, Hoàng Anh Tuấn này, có bạn Diệu Hương. Đấy, có một vài bạn vào được rồi, nhưng mà một vài bạn khác lại không vào được. Cô cũng chưa hiểu vì sao. Cô hướng dẫn có gì chưa được kỹ lưỡng không? Đấy, có vài bạn vào được ấy. À, bây giờ em không có tên. Hoàng Giang, cô ơi, con đâu có thấy cốt đâu. Hoàng Giang nhá. Từ từ, cô sẽ gửi lần lượt cho các bạn. Bây giờ bạn nào thấy tên mình ở đây rồi? Xem nào. Đấy, cô cho nhỏ nhỏ lại cho nhìn cho hết nhá. Cô thấy bạn Hoàng Giang rồi thì cô sẽ tìm tên Hoàng Giang để gửi cho con. Cô có đây, Phạm Hoàng Giang này. Đúng không? Đấy. Đây chờ cô. Để tìm tên của mặt cô. Hoàng Giang. Đây. Cô sẽ gửi cái tin nhắn cho con. Cô ơi, con là Huỳnh Viết Huy Trường. Huỳnh Viết Huy Trường. Tại vì con đánh tên tên không giấu là cô biết nhầm đấy. Ok. Đâu, bạn Hoàng Giang đâu. Hoàng Giang đâu, Phạm Hoàng Giang. Rồi, Hoàng Giang check inbox nha. Nhấn vào đấy con ạ. À, Phương Linh, cô nhớ là con có cô gửi cho con được mà nhỉ? Phương Linh con là gì Phương Linh? Phương Linh nè. Con đây được không? Inbox này. Bạn nào nữa? Bùi Lan Phương. Trứng chưa nở à? Lan Phương. Ôi à, chưa lở đâu. Lan Phương. Rồi mắt cô cứ loạn nhất lên. Ở đây. Lan Phương nha. Rồi này. Hoài Nam không có tên. Thôi. Ok rồi. Mã lớp là gì hả cô? Có mấy bạn cô thấy mới này. Huỳnh Mai Phương. Cô ơi, mẹ em không vào được vì bên cô chưa mở. Cô mở mà con. Huỳnh Mai Phương. Mai Phương Huỳnh đây đúng không? Gửi cái này cho con nhé. Con có thể nhấn vào đường link luôn. Sau đấy mình vào được luôn nè. Bùi Mai Mai. Mai Mai đây mà. Mai con vào rồi mà. Đây con đây con. Làm gì con? Cô gửi lại đường link nhá cho bạn Bùi Mai Mai nhá. Ok, bạn nào không có tên? Trần Khánh Nam. Thanh Thư fan, cô ơi em tải app rồi mà nó bảo quét mã QR. Được rồi, bạn Thanh Thư đâu? Cô nhớ là cô thêm tên con rồi. Thanh Thư nhá. Ok. Rồi, cô xem nào. Khánh Huy chưa có tên, đúng rồi, bởi vì là con mới vào đúng không? Thu Huyền. Chưa có Thu Huyền.
Có phải con là Nguyễn Thị Thu Huyền không? Có phải phải bạn Thu Huyền là Nguyễn Thị Thu Huyền không? Cô cứ gửi cho con nhá. Ok con. Rồi, bạn nào chưa có tên? Con không có tên. Bạn không có tên thì phải đợi cô rồi. Trần Quốc Duy lớp 8. Đây để cô check xem là bạn nào đã vào lớp rồi nhé. Có thêm được nhiều không nào? Con đăng nhập như student đúng rồi. Con đăng nhập vào as a student đấy. I am a student đấy. Bye Mai Bùi vào được rồi này. Tương Linh vào được rồi này đấy. Các con phải vào thì trứng mới nở cơ. Con không vào trứng không nở được đâu. Có mấy bạn Bùi Lan Phương con chưa vào được hả con? Được rồi. Bây giờ các bạn chưa có tên. Bắt đầu từ bây giờ bạn nào chưa có tên viết rõ họ tên của con ra để cụ thể. Con là gì Hoài Nam phải viết rõ ra nhá. Bạn Trần Khánh Nam bảo gì cô? Nhắn tin hộ cô cái. Trần Nguyễn Nam Phương à? Ok. Chào cô. Rồi bạn nào nữa? Trần Ngọc Hoài Nam. Nào nữa con? Ông bây giờ cô phải thêm tên các con. Bạn Trần Khánh Nam con chưa vào được á? Cô tưởng con vào được rồi. Trần Ngọc Hoài Nam này. Huy Trường. Được rồi, chờ cô. Khánh Huy. À, Trần Huy Khánh. Rồi, ok. Cô cứ xếp vào đây đã. Phạm Hoàng Giang không có code gì đâu con ạ. Con chỉ cần nhấn vào đường link thôi. Con chỉ cần nhấn vào đường link thôi con ạ. Các bạn mới chờ cô. Chưa có link đâu. Bạn Trần Khánh Nam chưa vào được đúng không? Để cô xem nha. Okay, Trần Khánh Nam. À ừ đúng rồi con chưa vào được thật. Đây cô gửi cho con đường link. Ok. Bạn nào cô vừa mới thêm tên đấy nhỉ? Để cô xem nhá. À để cô sửa tên bạn chị gì nhỉ? Cái gì viết Việt Việt cho con nhỉ? Huy Quỳnh Việt Huy Trường à? Đấy. Rồi con viết lại hộ tên hộ cô cho đúng xem nào. Cả họ và tên của con là gì? Bạn Quỳnh Việt Huy Trường đúng không? Nhỉ? Viết đúng không? Ok, save nhá. Được rồi, bạn Wendy là bạn nào? Con có thể cho cô cả họ và tên của con được không? Bạn Wendy có tài khoản ở trên này rồi nhưng mà cô không biết tên của con là gì đây này. Bạn Wendy đây này. Wendy ơi, con tên là gì thế? Cả họ cả tên nhé. Cô sửa luôn đây này. Hello, Wendy ơi. Có nghe cô nói không? Bạn Wendy không trả lời cô rồi. Không biết đâu nha. Cái đấy cô phải hỏi lại các bạn sau rồi. Ok. Tạm thời vậy. Những bạn nào chưa có trứng chưa nở thì mình phải tính cách sau vậy. Nhưng mà bây giờ cô vẫn có thể cho điểm cho con mà. Chẳng hạn như là này, cô sẽ nhấn vào đây này. Chẳng hạn là cô điểm danh đúng không? Thì cô sẽ nhấn được vào đây. Thì bạn nào có đi hay không? Đấy, kiểu như thế. Vẫn nhấn được mà. Vẫn nhấn được vào trứng. Chỉ là các con chưa đăng nhập và chưa hiện thấy cái avatar của mình thôi. Đấy. Cô đổi tên cho con được không? Đổi tên sau con ạ. Đổi tên sau. Con có thể nhắn tin cho cô qua Zalo. Đấy thì cô sẽ biết là bạn nào vào bạn nào. Mai anh em Mai. Rồi cô sẽ. Rồi đây cô sẽ xem những bạn nào mà mới. Cô vừa mới thêm tên để cô gửi tin cho con. Chờ nhá, chờ cô nhá. Rồi cô sẽ vào bài ngay đây. Có là bạn nào nhá? Ok. Quên mất rồi đấy. Duy Phạm.
Duy con có tên trong này chưa? Trần Ngọc Hoài Nam, Trần Nguyễn Nam Phương đúng không? Cô nhớ rồi. Trần Ngọc Hoài Nam và Trần Nguyễn Nam Phương. Trần Nguyễn Nam Phương, con có thể nhắn tin cho cô để cô gửi cho con luôn được không? Bây giờ cô tìm tên nó hơi lâu ạ. Trần Nguyễn Nam Phương. À đây, Nam Phương đây rồi. Ok, Trần Ngọc Hoài Nam này. Hoài Nam là bạn nào đây? Hoài Nam, Hoài Nam. Đây rồi, Hoài Nam là Hoài Nam đúng không? Bạn nào chưa có tên không? Bạn nào chưa có tên không? Anh Thư á? Đổi tên thì phải sau anh ạ. Đổi tên sau. Bây giờ cô thêm tên mới và gửi đường link cho các bạn thôi. Cô lốt lại xem bạn nào vào được rồi nhé. Lê Minh Nhật hay Lê Nhật Minh? Ok. Có Minh Nhật không nhỉ? Cô thấy có Minh Anh này, Minh Nghĩa, Minh Quân, Minh Thảo. Nhật thì có, chưa có. Trật Duy à? Là nữa, Hiền Lưu. Là nữa, Khánh Huy á, cô thêm con Khánh Huy chưa? Thôi, cô phải vào bài cái đã. Cô gửi lại tên cho các con sau qua Zalo nhá. Nhớ check nhá. Rất là dễ thôi, bảo bố mẹ làm là xong ngay mà. Okay. Đâu rồi. Okay, cô đã trở lại rồi đây. Thôi chúng ta vào bài nhá. Ở đây chúng ta lại tính sau. À có 48 bạn rồi. Đông quá. Ok. Oh. So how are you today? Are you feeling cold? I think winter is coming. Winter is very, it's coming very soon, right? Trời lạnh quá các con ạ. Trời lạnh quá. Cô ngồi đây mà cô lạnh hết cả người đây này. Ngoài trời thì mưa rồi, sấm chớp các thứ. Ok, bạn nào có thể kể cho cô về cuối tuần của con nào? Các con có thấy lạnh như cô không? Khi mà trời lạnh thì cô buồn ngủ lắm. Con có thấy không? I feel super sleepy when it's cold outside. Or when it's raining. Perfect for sleeping. Are you guys with me? Okay, Hien Lưu, tell me about your day. Tell me about your weekend. Con được đăng minh có con ạ. Con đăng nhập vào rồi sao? Làm thế nào để vô? Cô sẽ gửi link cho con sau nhé. Okay, bạn Hien Lưu, bạn hãy mở mic của mình lên. Cô hỏi con một chút nào. Con mới đúng không con? Hiền Lưu. Are you new to the class? Bạn nào trả lời được kể giúp cô nào. Ok, bạn Hoàng Giang đi. Hoàng Giang. Ok, hello. Hello. How is your weekend? My weekend is great. Great? Why? Yeah. Why is it great? Is there something special? Yes. What have you done today? I come to my grandparents' house. Okay, you visited your grandparents. Okay, okay. Did they give you anything like food or gifts or maybe even money? Nothing. Nothing? Whenever I come to my grandparents' house, they always give me something like fruit. Or some money, maybe when I was little, but not right now. Like some food and fruits. Okay, some food and some fruits. Okay, thank you. Okay, anyone want to tell me about your weekend? Rồi, bạn Trần Khánh Nam vẫn còn đang ăn cái gì kia con? Ăn cái gì mà con còn giơ tay này kia? Okay, Lê Thị Ngọc Anh, cô không nhìn thấy con, nhưng cô thấy con giơ tay, con có muốn trả lời không? Okay, hello, Ngọc Anh. Hello, teacher. Hello, hello. Are you new to the class? Yes, I'm a new student.
Okay, okay. So I got to remember to add you in our class. Okay. À, đấy cô quên. À, cô sẽ chấm điểm cho các bạn chứ nhỉ? Thế thì cô lập class dojo để làm gì? Tất nhiên là để chấm điểm cho các bạn. Các bạn chấm điểm. À, một cái bonus nho nhỏ, đúng không? Okay. Ờ, lúc nãy cô đang ở đâu ấy nhỉ? Lúc nãy bạn Hoàng Giang đúng không? Okay, participating. Okay, okay. Đó, đấy là mục đích của cái này đó con. Okay, bạn Ngọc Anh đúng không con? Yes. Lê Thị Ngọc Anh đúng không? Yes, my name is Lê Thị Ngọc. Okay, so you are new to the class. Can you introduce yourself? Okay. Hello everyone. My name is Ngọc Anh. I'm a student in Lequidon Primary School. Am I in grade 9? Oh, you're in grade 9? Wow. Yeah. Okay, you're in grade 9. Okay. So you have a big sister to many people here, many students here. Okay. Can I see your face? Can I see your face? Can you open your camera? Can I turn on? Too broke because my camera have a silly, it broken. Oh, it broke? Okay. Yes. That's too bad. I can see your face. Okay. So, can you tell me and everyone about your weekend? Okay. Mm-hmm. It's not special. It's so normal because I'm at home every day. Okay. You're at home all day. Oh, yes. Where are you? Are you in Hanoi? No, I'm in Đồng Nai and Vĩnh Cửu. Ah, okay. So there is still a restriction because of COVID? Yes, it's so cold and I like the winter. Okay, it's so cold. So it's rainy there, like in Hanoi? Is it rainy there? Yes, it rained too much. Okay, yeah, it happens the same in Hanoi right now. Not technically right now, but maybe in these days. Okay, thank you so much. Thank you for sharing. Thank you. Okay. Can I ask how many students are new to the class today? Can you type in the chat box? I want to see who is new. If you're new, you just type yes, okay? Yes, or maybe me, okay. Who's new? Okay, Ngọc Anh is new. Okay, Wendy, I haven't known about your real name. Can you tell me? And please don't write on the screen, okay? Ok, Nam Phương, Thanh Thư. Ok, rồi cô cảm ơn các con. Cô sẽ phải đọc lại về cái này để cô thêm các con vào nhé. Ok, ok. Rồi, có bạn nào muốn chia sẻ về ngày cuối tuần của mình không? Có một cái gì đó đặc biệt mà con muốn nói, muốn kể cho tất cả mọi người không? Bạn nào? Ok. Huy Trường, ok, Huy Trường. Nam Phương next, ok? Because you're new. Hello. Hello, teacher. Có phải là cô viết sai tên của con đúng không? Cô biết là viết thành Việt đúng không? Yeah. Sorry con nha, nhưng cô sửa lại rồi. Ok, rồi có thể nói kể cho các bạn biết là hôm nay mình đã làm gì không? Cuối tuần mình có làm gì không? Làm gì đặc biệt không? I visit to my aunt's house. Okay, you visited your aunt's house. Yes. Anything else? Did she give you something? I play games with cousin. Oh, you play games with, you know, your cousin, like her child, right? Okay, yes. So are you having fun? Yes, I very fun. I very fun in aunt's house. Okay, very good. Good job. Great to hear that. Thank you. Okay. Cô như cô đã hứa thì cô sẽ mời bạn Phương Nam đúng không? Phương Nam là bạn nào?
Nhiều quá. Nhiều quá. Con, các con có tự mở mic của mình được không? Cô chưa tìm thấy bạn Vương. À, Nam Phương. Okay, Nam Phương. So you're a girl. I thought you were a boy. Sorry. Hello, Phương. It's Miss Phương here. Yeah. So you're new to the class, right? So please introduce yourself a little bit. Can everyone hear her? Can you speak a little bit louder? Okay. Rồi cô cứ thêm tên mà đã ha. Ok, con có thể nói đi con. Con cứ nói đi, cô vẫn nghe mà. At the weekend, I make cake with my sister and my brother. Okay. Okay. Nam Phương ở đâu nhỉ? Cô phải dò tên. Yes. Anything else? Anything else? And we make a cake and it's very yummy. Okay, you made a cake? What is it? What kind of cake is it? Yes, cupcake. Wow, cupcake? What flavor are they? Chocolate? What flavor? I don't know. I only make because my sister have things to make the cake. Okay. That's very good. My favorite flavor, like for everything, is chocolate. Are you? Do you like chocolate too? A little. I only eat. Like eat chocolate. Okay, so what's your favorite flavor, like for ice cream or anything? I like fruits. Okay, fruit as toppings, right? Yes. Okay, very good job. Thank you. Welcome to the class. Thank you. Okay. Rồi, để cô xem nào. Nhiều bạn chat quá. Bạn nào? Lúc ấy cô có quên cho điểm bạn nào? Cô quên cho điểm bạn nào? Con có thể nhắc cô nhé. Nhắc cô nhé. nhiều quá. Ok, được rồi. Bây giờ thì cô nghĩ là sẽ cho điểm hơn. Bởi vì cô có một vài... như là hôm trước cô có ra một... Cô có cho các con làm một cái bài tập ý. Nhưng mà có vẻ hơi khó cho với mình. Thì chắc là hôm nay cô nghĩ là cô sẽ cho con làm lại. Cô đã chỉnh sửa một chút rồi. Ok. Thử nhá xem là hôm nay mình có mình bài có dễ hiểu hơn không? Được không nào? Rồi. Tập trung nha. Cô sẽ gửi các con đường link ngay sau đây đây. Chờ cô mở tí nha. Ok. Rồi, các con hãy nhấn vào đường link đó đi. Hôm nay mình lại ôn tập về thì hiện tại đơn. Cụ thể là gì nhỉ? Những hiện tại đơn mà có sử dụng cả trạng từ chỉ tần suất đó. Trong khi đợi các bạn vào thì bạn nào đã vào rồi có thể nói cho cô những trạng từ chỉ tần suất của mình là gì không? Mình lại nhắc lại nhá. Ok, hello Đức An. Nice to see you again. Đức An, are you there? Hello. Hello, nice to see you again. So can you remind everyone about some of the adverbs of frequency? I think always, usually, yep. Often, sometimes, Okay, như chúng ta có thể nhìn thấy trên bảng đây. Cô có để
một số trạng từ chỉ tần suất đó. Đấy, ok. Always, usually, frequently, and sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, and never. Ok. Ngoài ra thì mình có một vài trạng từ chỉ tần suất chỉ cụ thể là bao nhiêu lần, chẳng hạn như là once, twice, hoặc là three times, four times, hoặc là every day nữa. Ok, cảm ơn anh. Cô xem mà các bạn đủ chưa nào? À, mình có 33 bạn vào rồi. Lớp mình có nhiều bạn mà, nhiều hơn 33 mà. Các con hãy vào sớm nhé. Cô vẫn thấy bạn Cristiano Ronaldo nhưng mà cô không biết được tên bạn là gì. Trời ơi. Ok. Bạn nào có thể nhắc lại cho cô cách chia của thì hiện tại đơn được không? Bạn nào tự tin nhắc lại cho cô nào? Để xem nào. Bạn nào tự tin giơ tay cao nhá. Bạn Thanh Thư nè, bạn mới đúng không? Ok. Rồi. Dạ hiện tại đơn là số nhiều là mình trả thêm ad hoặc ad, còn số ít là mình trả thêm, mình trả không thêm. Ví dụ như là CES là mình trả thêm ad hoặc ad. Còn IVJ là mình sẽ không thêm và giữ nguyên đồng tư. Ok, con nói hơi ngược một chút nhỉ? Mình vẫn phải nói là tức là số ít thì mình sẽ thêm S hoặc ES đúng không? Chẳng hạn như là he, she, it hoặc là một cái tên nào đó. Còn không thêm là đối với trường hợp là chủ ngữ là số nhiều hoặc là ai, I, you, we, they, hoặc là chủ ngữ từ hai người trở lên, hai vật trở lên, đúng chưa? Rồi, ok, rồi cô cảm ơn con, hơi nhớ lẫn một chút, nhưng mà mình nhớ được vậy là tốt rồi, ok, cô cảm ơn. Khi nào mà mình thấy các trạng từ chỉ tần suất, như là always, sometimes, often, never, thì mình sẽ dùng thì hiện tại đơn nha các bạn. Rồi, cô vẫn thấy các bạn đang vào. Bài của cô chuẩn bị cho con ý, thì sẽ có một vài câu là trắc nghiệm này. Trắc nghiệm, một vài câu sẽ là tự luận ý, như kiểu là mình sẽ phải điền động từ thêm S hoặc là ES, hoặc là mình phải chia cả ở thì hiện tại nhưng mà ở dạng phủ định nữa. Đấy, bạn nào nhắc lại cho cô làm thế nào để chia phủ định. Chẳng hạn như là tôi không chơi cầu lông thì mình sẽ nói như nào, hoặc là cô ấy không chơi đá bóng thì mình sẽ nói như nào. Có bạn nào có thể giúp cô được không? Ok, bạn là Quế Anh hộ cô. Ok, hello, Quế Anh. Nice hello. Yeah. Ok, rồi con có thể giúp cô nói về cách chia câu phủ định của thì hiện tại đơn được không? Mình chia nào cho đúng nhỉ? Câu phủ định thì... Câu phủ định là... dùng với does, doesn't với cả don't. Đúng rồi, và... phải thêm don't hoặc là doesn't. Nhưng mà khi nào mình dùng don't và khi nào mình dùng doesn't? Là không chia cô ạ. Khi nào mình dùng trợ động từ do, khi nào mình dùng trợ động từ does? Khác nhau mà đúng không? Mình dùng trợ động từ do khi mà với ngôi I, you, we, they. Còn... Đúng rồi. Đúng rồi. Thì dùng với those ạ. Ok, đúng rồi. Ok, cảm ơn con. Mới có 48 bạn thôi. Các bạn vào nốt nhé. Cô sẽ trong khi đợi chờ thì chúng ta sẽ ôn tập lại một chút. Như là các bạn vừa nói đúng không? Chủ ngữ... Ồ, đâu rồi? Chủ ngữ số ít. Nhiều đi, nhiều trước đi. Thì mình cộng với trợ động từ là do. Đúng chưa? Và nếu mà chủ ngữ số với trợ động từ là does. Thôi, đúng không? Cô sẽ cho một vài ví dụ nha. Chẳng hạn là we don't play basketball chẳng hạn. Nhưng nếu chủ ngữ của chúng ta là she thì phải là she doesn't play
basketball đúng không? Okay. Mình như vậy. Cô sẽ post cái này lên nhé. Coi như là cô vừa dạy cô vừa post. Rồi cảm ơn con. Quỷ Anh, như cô vừa thêm tên con đúng không? Cô sẽ cho con điểm. Cô vừa mới gọi bạn nào? Bên mất rồi đấy. Ok. Phải bạn Ngọc Anh không nhỉ? Lê Nguyễn, Lê Thị Ngọc Anh. À cô cho rồi. Thanh Thư. Quên mất. Ninh Thư đâu? Đây, ok. Rồi. Trở về á, 51 bạn rồi. 51 trên 56 bạn. Vẫn còn bạn vào. Chờ một chút. Rồi. Ok. Cô thấy bạn Huy Trường có quả filter hơi bị ngầu đấy. Các bạn có nhìn thấy bạn Huy Trường không? Rồi. 52 rồi cô start nhá. Cô start nhá các bạn. Bật nhạc lên cho nó vui vẻ chút. Nhớ đọc kỹ đề bài nhá con. Chúng ta
luôn. Số 4. Có bạn đang làm. Bạn Tú có đang làm không con? Vậy bạn Tú này rất là có nhiều khả năng là sẽ leo top bên này. Các bạn nào khuyên nữa. Rồi. Để cô xem là có top 5. Top 5 có vị thế chỗ bởi một bạn nào khác. Ok, we have 1 minute to go. We don't have much time today, ok? I can't play the game. Mai Anh, what happened? Mai Anh, con dùng thiết bị nào thế? Con dùng máy tính hay là điện thoại thế? Đây, chúng ta sẽ xem. Số phần trăm đúng của cả lớp là 34%. Câu hỏi khó nhất là câu chọn nhiều hơn một đáp án. Cũng chưa biết là câu nào đâu. Ok, longest question. Câu... câu này là câu mất nhiều thời gian nhất, là mất của bạn các bạn 14 giây để trả lời. Ok. Ok, ok, ok. Rồi, chúng ta xem nhé. Đây, top của chúng ta đây. 90% là bạn China, Thủy Tiên. Ok, great job. Để cô tìm tên của con được hát đâu cho. Chờ cô. Where are you? Đâu rồi, bạn Thủy Tiên ở đâu nhỉ? Cô phải tìm. Bạn China, cô nhớ là bạn ở ngay đây rồi. Where are you? Đây rồi. Ok, maybe persistent. Bởi vì bạn ấy đứng top khá là lâu rồi. Ok, tiếp theo nào. Bạn Tú. Cô không biết bạn Tú là bạn nào. Tú nào. Nói cho cô tên, cả tên của con xem nào. Tôi không chấp nhận kết quả. Teacher Quân, không chấp nhận kết quả. Trời ơi, thua thì phải chấp nhận là thua thôi. Trời ơi. Nào bạn Tú, nói cho cô là tên thật của con, tên cả tên đầy đủ họ tên là gì? Ngọc Tú, ok. Cô đã thêm tên con vào chưa nhỉ? Ngọc Tú. Đây, đây mà. Ngọc Tú đây rồi. Persistent, ok. 1 point for you. Tiếp theo chúng ta có bạn Trần Minh Anh. Đúng 81%. Chắc là bị streak đúng không? Con bị mất streak nên là bị ít điểm hơn một tí ạ. Là bạn Trần Minh Anh. Minh Anh đâu? Đây, bạn Trần Minh Anh đây. Ok, 1 point for you. Tiếp theo chúng ta có bạn Nguyễn Thị Thu Huyền. Cô đã thêm tên con vào chưa nhỉ? Đông quá, cô tìm thế nào. Thu Huyền. Where are you? Đây rồi, Nguyễn Thị Thu Huyền. Ok, great job. Tiếp theo chúng ta có bạn Lê Bùi Đức An. Amazing. Ok, con đã vượt lên rất là nhiều bạn khác để chúng ta... cô nhớ rồi, bạn Đức An chưa... Ok, rất là tốt. Tiếp theo chúng ta có bạn Giang.
mình có hai bạn Giang trong lớp, là một là bạn Hoàng Giang, thế bạn Giang này là bạn Giang nào? Cho cô biết tên của con đi. Bạn Giang mà mỗi lần cô dạy là cô chỉ thấy có mỗi chữ Giang hoặc là chữ GGG đằng sau. Đức Minh chưa có tên á. Phạm Hoàng Giang đúng rồi, không phải là bạn Phạm Hoàng Giang đâu đúng không, mà một bạn Giang khác. Đấy, bạn Giang nào đứng thứ 6 thì hãy viết tên của con lên trên khung chat để cô biết là bạn nào nhé. Bạn Giang này này, cô không biết là bạn nào đâu ý. Là cô có thể chưa thể cho con điểm được đâu. Teacher Quân à? Cô không chưa, cô không chưa cho Teacher Quân vào trong đấy. Ok, rồi. Chúc mừng các bạn tiếp theo như là bạn Bùi Tùng Anh, bạn Huỳnh Mai Phương, bạn Huy Trường và bạn Nghĩa. Ok, rồi. Rất là tốt, rất là tốt. Ok. Đâu bạn, bạn Giang đâu? Bạn Giang tên là gì? Bạn Giang cứ nhắn là bạn Giang thôi, cô không biết là bạn nào đâu. Thu Giang, dì Thu Giang. Con là dì Thu Giang. Cái dì Thu Giang, cô viết tên vào đây nào. Không là không viết đây này. Dì Thu Giang nào. Trời ơi. Đoàn hay là Doãn? Đoàn hả con? Không biết nha, cô cứ thêm vào thôi nha. Ok. Rồi, cho một điểm này. Rồi, chúng ta sẽ review qua các câu hỏi này các bạn nhé. Cô sẽ cần một vài bạn giải thích giúp cô là vì sao cô đáp án đấy là đúng nha. Sau đấy chúng ta sẽ được điểm thôi, được điểm tham gia vào bài học. Rồi, ok. Câu 1, chọn cái làm đúng. We play badminton đúng không? We gì gì đó, never đặt ở đâu. Đấy, như hôm trước cô nói đấy. Khi mà chúng ta có động từ... À, cô phải hỏi con chứ chứ. Sao con lại trả lời? Rồi, cô hỏi lại đây này. Cô hỏi bạn Tina nè, bạn Thủy Tiên nè. Ok, hello. Ok. Câu 1. See, actually see. Yes, the đúng third rồi. See? See là we never yeah. play. Ok, đúng không? Đúng rồi con. Yeah. Con có thể nói... cho cô và nhắc lại cho các bạn biết là vì sao mình lại chọn C là we never play badminton được không? Chọn câu này đúng không? Yeah, là bởi vì bởi vì never là thường thường là trang thư chỉ phân xuất là nó nằm ở phía sau từ ngữ. Đúng rồi. Sau á con. Đúng rồi. Mình sẽ lấy động từ làm gốc con nhá. Thì trong câu này họ sẽ dùng họ đang dùng động từ thường nên là trạng từ chỉ nó sẽ đứng trước động từ thường đó, chứ mình không lấy mốc là chủ ngữ nhá. Okay, we never play badminton, correct? That's right. Okay, bạn Thủy Tiên, cô lại tìm tên con. Thủy Tiên. Okay, participating. Rồi, nhiều câu hỏi lắm con, yên tâm, yên tâm, bạn nào cũng có điểm. Rồi, tiếp theo. Chọn một đáp án đúng. Ok, chúng ta biết đáp án đúng của chúng ta là câu A. Does your mom running before work? Uh-huh. Bạn nào có thể giúp cô giải thích vì sao chúng ta lại chọn đáp án A được không? Cô thấy bạn bạn Giang, một chữ Giang. Thu Giang đúng không? Cô hỏi lại tên con đây này. Đoàn Thu Giang hay là Doãn Thu Giang? Có phải con không? Có phải con là Giang không? Kìa, nói đi bạn ơi. Okay, hello. Hello Giang. What is your full name? Kìa, trả lời đi nhá. Hello, Giang ơi. Tên đầy đủ của con là gì? Lưu Hương Giang ạ. Lưu Hương Giang, thế bạn nào là bạn Thu Giang? Cô lại có thêm bạn Giang nữa à? Em ạ. Mẹ ơi, chúng tôi mẹ hỏi là ngươi tên gì mà? Phải chi Giang? Ok, bạn Giang, tên đầy của con là gì? Để có thêm vào nào. Anh đi. Ôi, con ơi, con phải nhanh nhá, không mất thời gian của các bạn nhá. Ừ, con lại Tân Minh rồi. Thầm Hoang Giang, Hoang mẹ.
Phạm Hoàng Giang phải không mẹ? Bạn nào đang nói? Ở trong 80 thì phải. Ở trong 80 thì không nắm với tập 80. Ok, cảm ơn các bạn về câu hỏi bạn khác nhé. Mà cô cũng biết được. Con ở đâu ấy? Bởi vì thường thường mấy bạn từ tập 5 trở lên thầy... là cô sẽ cho điểm. Và con thấy Hoàng Hoàng Giang nữa là có điểm. Bạn nào đang nói nhỉ? À, Thủy Tiên đang nói à? Ok, cô hỏi bạn Đào Khánh Linh vậy. Rồi, có thể giải thích giúp cô vì sao chúng ta lại chọn đáp án A là does your mom running before work, được không? Cô làm bởi vì là ta chủ ngữ đó là mom nên là phải mượn động từ đơ cho câu hỏi. Đúng rồi, vì chủ ngữ của chúng ta là your mom, là chủ ngữ số ít, đúng không nào? Nên mình sẽ phải dùng trợ động từ là does. Đây là câu hỏi yes no question. Does your mom go? Động từ go sẽ không chia nữa bởi vì chúng ta đã dùng trợ động từ rồi. Ok, does your mom running before work? Ok, great job, Đào Khánh Linh. Khánh Linh. Ok, you are here. Thank you. Next one, we have. Chọn đáp án đúng. My dad doesn't go running. Often, chúng ta sẽ để ở đâu đây? Ok, bạn Trần Khánh Nam, con đã ăn xong chưa hả Nam? Lúc nãy đầu giờ là con vẫn đang ăn đúng không mà con vẫn giơ tay. Hey, hello, Nam. I'm here. Ok, hello, have you finished eating? Yes. Ok, now you can answer me right now, right? You can answer me now. Yeah? Ok, it's good. Ok, đáp án của chúng ta chắc chắn là my dad doesn't often go running. Vị trí của trạng từ chỉ dẫn xuất cho một câu dùng động từ thường sẽ là đứng ở đâu con nhỉ? Sẽ được ở đâu? Ở giữa. Ok, câu có câu dùng động từ thường. Ừ. Nó không biết sai. Bạn từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường nhé. Chưa? Ok, rồi, cảm ơn con, rất có cố gắng. Đấy, nhớ nhá. Cảm ơn con. Khánh Nam. Hệ Trần Khánh Nam đây rồi. Thank you. Vẫn được điểm. Bạn nào được điểm hết. Tiếp theo, chọn đáp án đúng. Are you tired in the morning? Động từ, à đâu, trạng từ chỉ tần suất của chúng ta là often. Rồi, ok. Bạn nào có thể trả lời giúp cô nữa? Bạn là Mai Anh. Lát cô đổi tên cho, cô nhớ rồi. Yên tâm. Yeah. Can you repeat the question? Con có thể giải thích giúp cô vì sao mình lại chọn đáp án A là are you often tired in the morning được không? Because you say are chủ ngữ số ít nhưng mà còn say they are you. Đúng. We you they say they are cho nên là are you often tired in the morning? Okay. Ở đây thì đây là một câu hỏi. Cảm ơn con Mai Anh. Đây là câu hỏi có sử dụng động từ to be và vị trí của trạng từ chỉ tần suất sẽ là sau chủ ngữ. Chưa? Are you often tired in the morning? Ok, cảm ơn con Mai Anh. Có phải con là Võ Mai Anh không? Không nhỉ? Đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Và cô biết họ của con ấy. Cảm ơn con. Rồi. Đây, bài này là bài khó đúng không? Câu này cô thấy là... À, cũng có bạn trả lời đúng chứ. Nhưng mà cũng có 12 bạn là chọn câu B đó. Câu B ở đây là nó là sai. Và ba câu còn lại đều là đúng. Ok, bạn nào có thể trả lời giúp cô? Thôi, để cái này cô nói đi. Cái này nó sẽ hơi khác so với những gì mà mình đã học một chút. Cái này thì nó sẽ áp dụng nhiều hơn khi mà mình... ở trong văn nói của mình ý, sometimes có thể đặt ở đầu câu, cuối câu hoặc là giữa câu. B nó sai vì sao?
vì đây là cụm từ go cycling nên là mình không thể thăm chan vào giữa được các con nhá. Mình chỉ có thể đặt cô Hương ơi, cô xem lại mic của mình nhá, thấy đang hơi có vấn đề, các bạn đều đang nhăn mặt rồi. Đấy là của cô cũng nghe thấy, cô cũng nghe thấy cái đấy, cô cái tiếng nhưng mà không phải từ phía cô ấy. Bạn nào đang nói thế? Ok, có một bạn có vấn đề về mic ở đằng đó. Sorry các bạn ý. Ok, rồi cô nói tiếp nhá. Đấy, như là cái này thì áp dụng nhiều văn nói này. Sometimes có thể đứng đầu, cuối và giữa câu. Tuy nhiên nó không thể chen vào một cụm từ mà mình đang dùng được. Chẳng hạn như là go cycling. Thì mình phải nói là my friend I sometimes go cycling. My friend I go cycling sometimes. Sometimes my friend I go cycling. Được, mình không được chen vào giữa cụm từ go cycling hoặc là bất kỳ cụm từ nào khác. Rồi, ok. Bài này các bạn làm có đúng không nhỉ? Accuracy 6%. Thế là chưa được đúng lắm đúng không? Nhưng hôm nay thì chúng ta đã học thêm một điều mới rồi. Ok, cảm ơn con. Cô sẽ cho cô một điểm tự động viên bản thân. Ok, tiếp theo chúng ta có một, cũng là một câu. Chọn nhiều hơn một đáp án đúng không nào? Ok, đây cũng vậy. We aren't usually bored. Đây chắc chắn là usually phải đứng sau động từ to be. Chắc là có phải đúng không? Ngoài ra, usually nó sẽ khác một chút nếu mà trong văn nói mình vẫn có thể đặt usually ở trước to be được các con nhé. Nhưng mà usually thì không thể đứng chen vào một cái cụm từ nhất định nào đó được. Nên là hai câu sau là sai. Accuracy vẫn là 7%, hơi ít một chút. Lần sau chúng ta cố gắng. Rồi, bài này là bài tự luận đúng không nào? Bây giờ thì cô lại cần các con giải thích giúp cô rồi. Ok, Phan Nhật Tăng Minh, can you explain? Ok, hello. Bài này cũng 49% đúng nè, rất là tốt. Ok, Tăng Minh, hello. Con có thể giải thích vì sao đáp án đúng của chúng ta ở đây là play được không? Dạ, tại vì ai đi chung với động từ nguyên mẫu. Đúng rồi, đúng rồi, nên play chúng ta sẽ giữ nguyên và chúng ta không phải thêm gì cả đúng không nào? Ok, con có thể đọc cho cô cả câu này lên được không? I play basketball in a team. Đúng rồi, cô chỉ sửa một chút về phát âm của con thôi. Mình sẽ đọc là play này, không phải là play đúng không nào? I play basketball in a team. I play basketball in a team. Ok, có thể đọc lại được không? I play basketball in team. Ok, I play basketball in a team. Rồi, rất là cảm ơn con. Ok, thank you. Bạn nào đang mở mic nhỉ? Ok, rồi. Hơi những tiếng ồn chút đúng không nào? Ok. Câu tiếp theo, đây cũng là một câu để cô xem. Accuracy 2%. Ok, cô con vừa nghe tiếng cô đúng không? Cô vừa nói là accuracy, tính chính xác. Phần trăm chính xác của câu này có 2% thôi là vì sao? Trời ơi, cô cần một bạn nào chắc chắn nắm rõ cách giải thích của câu này có thể giải thích giúp cô được không? À, bạn Bùi Mai Mai giúp cô nhé. Em đưa cô, the teacher là danh từ số ít, em dùng doesn't á. Đúng rồi, đúng rồi. Đây lại có câu phủ định đúng không? Cô cho đề bài là not go mà. Nên là does phải thêm not. Có thể viết does not hoặc là doesn't đều đúng. Và khi mà mình đã dùng trợ động từ rồi, chúng ta sẽ không chia động từ nữa nhé. Ok, chúng ta sẽ có đáp án đúng là doesn't go. Ok, Mai Mai con có thể đọc giúp cô cả câu này lên được không? Cô bật mic lại này. My teacher doesn't go cycling when the weather is bad. Có đúng là cycling không? Đây là sailing, đúng không nào? Sailing. My teacher doesn't go sailing when the weather is bad. Ok, con đọc lại giúp cô được không? My teacher doesn't go sailing when weather is bad. Go sailing. The weather is bad. Ok, thank you. Cần, con cần
À, chắc là mình sẽ phải nói nhiều hơn để chúng ta có thể phát âm rõ hơn nhé. Rồi, tiếp theo nào. Mai Mai, quên ấy. Rồi, bạn Mai Mai đi rồi. Thank you con. Rồi, tiếp theo nào. Bạn nào cô chưa gọi, bạn nào giơ tay cao mà cô chưa gọi nhờ. Ui. Bạn nào gọi rồi thì để cô dành quyền cho các bạn khác một chút nhé. Ok, bạn Hoài Nam. My brother watches TV after dinner every day. Wow, đúng rồi. Ok, better than I expected. Ok, you read the full sentence. Thank you so much. Ok, rồi, cô vẫn cần con phải giải thích là vì sao chúng ta chọn watches ở đây nhá. Đấy, cô thấy có một vài trường hợp rất là tiếc. Vì là đây bạn này thiếu chữ T. Dạ cô là vì ở đấy là brother, nhưng brother là một người là số ít nên là phải thêm es. Đúng rồi. Và trong trường hợp này mình phải thêm es vào động từ watch. Rồi, để cô xem nhá các bạn làm như thế nào này. Có một số bạn làm đúng này, nhưng mà có một số bạn rất là tiếc bởi vì là mình thiếu chữ T đúng không? Nên là mình cũng chưa được ghi nhận đáp án đó. Trời ơi, bạn Minh Quân. Bạn Minh Quân, ok, cô ghi nhận đáp án con đúng. Nhưng mà không cần phải viết cả câu ra đâu nhá. Rồi, watching thì hiện tại tiếp diễn thì mình chưa chính xác rồi. Nhìn chung là rất là đúng, có một bạn là thêm S vào watch này. Watch, nhớ con là thêm ES nha. Rồi, Hoài Nam, con có tên ở đây chưa để cô xem nào. Có phải con là Trần Ngọc Hoài Nam không? Gật, con gật đi. Nếu đúng thì con gật. Cô vẫn đang nhìn con này. Hoài Nam. Đúng con, đúng không? Hoài Nam ơi, thằng ghê cô nói không? Tôi xin dạ. Ơi, tên con là Trần Ngọc Hoài Nam đúng không? Dạ. Ok, rồi, cô cảm ơn con. Ok, vẫn còn câu hỏi nhé. My friends and I okay not play rugby at the weekend. Rồi, câu này dễ. Cô Huyền, biết cô gọi con chưa nhỉ? Hình như con cũng là học viên mới đúng không? Vâng ạ. Ừ, cô chào con. Rồi, đây con có thể giúp cô vì sao con lại vì sao mình lại chọn đáp án đúng là don't play được không? Con thưa cô, bởi vì my friends and I là số nhiều nên phải là don't ạ. Đúng rồi, và play mình sẽ không chia nữa bởi vì mình đã có trợ động từ rồi. Cô thấy có rất là nhiều bạn ý, cứ nhìn ai ở đây này, xong mình lại chia những thì khác ý. Có thể rất bị sai nhưng mà mình phải nhìn cả cụ chủ ngữ ở đây nhá, chứ không chỉ mỗi chữ ai đâu. Đó, my friend and I, ở đây là cụm chủ ngữ của chúng ta. Rồi, cô sẽ xem. Vẫn là bạn Minh Quân, rất là chăm chỉ viết cả câu nhưng mà vẫn chưa bị chưa đúng đúng không? Rồi, rất là tiếc. Ok, có một vài bạn doesn't play này, nhưng hầu hết là đúng. Ok, don't play. Ok, đúng, rất tốt. Câu hỏi cuối cùng để cô Huyền. Huyền, con là Nguyễn Thị Thu Huyền đúng không? Rồi. Rồi, câu cuối nhé. Bạn nào có thể giúp cô câu này nè. Cái này cũng khá là nhiều thứ để giải thích ấy. Bùi Lan Phương. Kenna. À, bây giờ cô mới biết là tên tiếng Anh của con là Kenna. Hello, teacher. Hello. Rồi. Con có thể đọc câu này trước cũng được. Sau đấy con giải thích cho các bạn nhé. My best friend always studies hard before an exam. Exam. Ok, đúng rồi. Rồi, con giải thích giúp cô. Cô là my best friend là chủ ngữ số ít. Còn study là nếu mà đứng trước chữ y thì nó sẽ biến đổi thành chữ y ngắn bởi vì đứng trước của nó là một phụ âm chứ không phải là nguyên âm. Okay, thì sẽ biến đổi thành y và thêm es. Đúng rồi, mình sẽ biến y dài thành y ngắn, sau đấy thêm es. Nhưng vẫn đọc là studies, đúng không? Studies. My best friend always studies hard before an exam. Ok, great job. Lan Phượng.
Kẹo ai vậy? Bùi Lan Phương, phát phục thêm tên tiếng Anh con là nhé. Ôi, rất tốt, hết rồi. Hết rồi. Ok. Ok, cô có một bài khó hơn. Bài này cô nghĩ là khó có thể lên trò chơi được nên là cô vẫn giữ nguyên ở bên PowerPoint. Đây. Đâu nhỉ? Chưa đến cái này. Lát nữa. Chờ cô một chút nha. Cô đã share màn hình chưa? Rồi. Không phải bài này. Đây. Bài này khó hơn một chút là chúng không phải bài này, cũng không phải bài này. Chờ cô. Đây bài này. Chúng ta sẽ phải sắp xếp các từ này để tạo thành một câu hoàn chỉnh đúng không nào? Khó hơn một tí ạ. Các con có một vài phút để suy nghĩ. Sau đấy bạn nào giơ tay cao thì cô sẽ gọi thôi. Hình như là phải thấy Quân đang khóa chat của mình không? À không, vẫn chat mà đúng không? Cô cũng muốn được gọi. Ok. Câu 1, tất nhiên cô sẽ đi từ trên xuống dưới rồi. Cô đi từ trên xuống dưới. Câu 1. Bạn nào trả lời được nào? Ok, câu 1 bạn Minh Trang, bạn mới đổi tên thành Tara. Tên tiếng Anh là Tara hả con? Cô tưởng là tên tiếng Anh là Tina. Bạn Nguyễn Minh Trang đúng không? Rồi, bạn Trang có muốn trả lời không? Gật đầu. Nếu mà muốn trả lời hoặc đánh vào trong phần chat box là yes. Để cô gọi nhá. Bạn Trang có muốn trả lời chưa? Có vẻ là chưa. Ok. Tara. Tên mới hả con? Ok. Do you and your friends often go sailing? Đúng. Do you and your friends often go sailing? Thừa đấy con ạ. Đừng để ý đến nó. Sorry con. Rồi. Ok. Bạn nào có thể trả lời câu này? Coi như là cô hỏi các con đi. Coi như là cô hỏi các con. How often do you and your friends go sailing? Ok, Tú. Tú Jenny Fix. Cô phải ghi tên các bạn. Con điền câu này là bạn ý đã câu 1 ý. Bạn ý đã trả lời câu hỏi rồi. Bây giờ cô hỏi con. How often do you and your friends go sailing? No. Con trả lời cô ấy. Ok, bạn Tú Jenny đúng không? Cô ghi vào đây để lát cô thêm điểm cho con nhé. Tara này. Rồi, ok, đây là một câu hỏi thôi, cô hỏi con thôi. Để xem là cô có trả lời con là gì. How often do you and your friends go sailing? No, I don't. Mình sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Cô có hỏi, cô lại không hỏi con là con có đi chèo thuyền với bạn không? Cô lại không hỏi như thế, cô hỏi là tần suất của con cơ. Cô hỏi tần suất con và các bạn đi chèo thuyền cơ. Con sẽ trả lời như thế nào? Jenny? Once a month. Ok, once a month. Nếu con trả lời vào một câu hỏi hoàn chỉnh thì mình sẽ nói như thế nào? I and my friend go sailing once a month. Đúng rồi, giỏi. Đừng để ý chữ I này, cô xóa nó đi đây. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, cô đã ghi tên con vào trong quyển sổ của cô rồi. Không phải cái này. Rồi, câu 2. Rồi, bạn nào có thể trả lời giúp cô hay bạn Nghĩa nhá. Bạn Nghĩa có một gọi là hello ở trên đầu. Ok, hello. Rồi, câu 2. Con sắp xếp giúp cô thêm câu này. Câu hỏi của chúng ta hoàn chỉnh là gì nhá. Cô tặng có ai nhỉ? Xóa bớt. Ok, bạn Nghĩa đâu nhỉ? Yes. Câu 2 con sẽ sắp xếp như thế nào để tạo thành câu hoàn chỉnh?
hai đi nhỉ. Cô đang nghe đây. How often? Câu hai. Rubber. Yes. How often you rubber? Nhưng mà làm gì có chữ how often đâu. Đúng không? Mình chỉ sắp xếp thôi. Are you sometimes bored at home? Rồi, are you sometimes bored at home? Cô hỏi con luôn nhá. Are you bored? Are you sometimes bored at home? No. No? Okay. Okay. Thank you. Nghĩa. Để ghi vào đây. Cô có một quyển sổ mà. Yên tâm. Nghĩa, con là gì Nghĩa nhỉ? Dương hữu nghĩa cô. Dương hữu nghĩa. Okay. Okay, cảm ơn con. Rồi, câu số 3. Bà giúp câu số 3. Thank you Nghĩa. Bạn nào chưa được cô gọi? Cô muốn gọi hết các bạn ấy nhưng mà khó quá. Bạn nào phôi thì thôi, có mỗi một cái ghế kia thì không biết gọi ai. Các bạn mà cô gọi rồi thì chịu khó nhá. Bạn Thư à? Cô không biết là tên của con đang ghi là gì đó. Ok, tên của con là gì? Dạ, Thư. Gì Thư con nhỉ? Thêm về đức là chữ ư vậy. Tên, cả tên của con là gì? Tên đầy đủ là gì? Phạm Thanh Thư. Phạm Thanh Thư hả con? Cô nhớ tên lúc đấy. Thanh Thư. À, cô gọi con một lần rồi. Rồi, con cứ trả lời đi. Câu 3. How often do you cook dinner? Đúng rồi. How often do you cook dinner? Okay, thank you. Cảm ơn con. Bạn Ngọc CN là gì cô không biết nữa. Okay, Ngọc. Okay, cô hỏi con. How often do you cook dinner? Ngọc CN là gì con nhỉ? Cô không biết đâu nhé. Cả họ và tên của con là gì? Gì? Cả tên con là gì? Alo? Nghe thấy con nói không? Ngọc ơi! Con có nghe cô nói không? Các bạn vừa nghe cô nói đúng không? Có cô. Ừ, Nguyễn Quỳnh Ngọc rồi. Nguyễn Quỳnh Ngọc. Ok con. How often do you cook dinner? How often do you cook dinner? Cô không nghe rõ. I cook dinner sometimes. I sometimes cook dinner. Okay, thank you. Rồi, chúng ta còn câu 4 à. Cô chưa gọi bạn Tùng Anh nhỉ? Có phải con là Bùi Tùng Anh không con? Bạn Tùng Anh có đấy không? Are you there? Bạn Tuệ Minh vậy. Bạn Phùng Tuệ Minh giúp cô nhé. Ok, câu số 4 vậy sắp xếp như thế nào để tạo nên câu hoàn chỉnh nhỉ? Tuệ Minh. Phùng Tuệ Minh. Con bật mic của mình lên nhá. Hello. Có ai nghe thì cô nói không? Cô vẫn nói bình thường mà. Tuệ Minh con muốn trả lời không? Không hả? Ok. Bạn nào? Usan Hyundai xem nào. Con bảo con muốn làm đúng không? À đây là bạn. Có phải con Minh Chí không? Con đây. À, bạn nào? Bạn này là bạn gây ô nhiễm tiếng ồn của chúng ta đây. Ok, còn cô gọi bạn khác nhá để đỡ ồn nhá. Con nhá. Bạn Nguyên Dung hộ cô xem nào. Nguyên Dung. Con còn đấy không? Dạ có ạ. Cô đọc lại câu hỏi cho con đi ạ.
Ừ, câu 4 con sẽ sắp xếp như thế nào để tạo thành câu hoàn chỉnh nhỉ? Con sắp xếp là How often does your best friend watch TV? How often does your best friend watch TV? Okay, great job. Very good job. Thank you. Một bạn trả lời giúp cô câu hỏi này với. Ui, các bạn đằng sau toàn tắt cam thôi. Cô cũng chưa biết có nên gọi. À, bạn Hiền Lưu. Bạn Hiền Lưu bây giờ cô mới được nhìn mặt bạn đây. Bạn Hiền Lưu đúng không con? Ok, cô hỏi con này. How often does your best friend watch TV? Ổn quá. Ổn quá. Ok, cô sẽ cô hỏi lại đi ạ. Để cho đỡ ồn nhá. Tại vì nó vang quá con ạ. Nó vang quá. Ok, ok. Để cô xem nào. Bạn Thu Huyền hộ cô xem nào. Giờ tay cao quá mà cô không gọi. Cô thấy nó hơi có lỗi một chút. Con Thu Huyền. Cô là my best friend always watches TV. Giỏi. Giỏi, giỏi. Đúng rồi. Ok, thank you, thank you. Nốt câu 5 rồi chúng ta có thể nghỉ được rồi. Mai còn đi học chứ đúng không? Rồi, số 5 nào. Chúng ta hãy kết thúc bài này bằng một tiếng nổ đi nào. Vẫn là những gương mặt này. Vẫn là những gương mặt này giơ tay rất là cao. Cô gọi bạn Minh Anh chưa? Cô gọi Minh Anh lần nào? Bạn Minh Anh 04 gọi chưa? Anh là bạn. Dạ. Ok. Rồi, sắp xếp giúp cô câu 5 nhá. Câu 5, câu 5. Con cô câu 5 là Do you sometimes go running alone? Đúng rồi. Do you sometimes go running alone? Ok, có phải con là Trần Minh Anh không? Có phải con là Trần Minh Anh không? Đúng đúng không? Ok. Một bạn trả lời giúp cô. Bạn Quý Anh là bạn nào? Oh. Where are you? I can't see you. I'm here. Ok, ok. Quý Anh. Ok. Do you sometimes go running alone? Yes. Yes. Okay. I do. Really? Mm-hmm. How often? Like how many times a week? Can you more be more specific? I often go running alone in every Sunday. Okay. Rồi, khi mà mình dùng câu, khi mà mình dùng với một thứ ấy con, khi mà đã có every rồi thì mình sẽ không cần dùng on nữa nhá. Mình chỉ cần nói là I go running every Sunday. Thế là được rồi. I go running alone every Sunday. Thế là được rồi các con ạ. Rồi, cô cảm ơn các con. Hôm nay đã cô định dạy dài hơn một chút nhưng mà chưa được, chưa được. Bây giờ cô sẽ cho điểm các bạn mà cô vừa gọi á. Cô ghi hết ở đây rồi, chờ cô à. Ok, cô sẽ share screen để xem hôm nay là các bạn nào. Những bạn nào được điểm hôm nay rồi á. Ok, đầu tiên chúng ta có bạn Tú Jenny, cô chưa biết là bạn nào. Cô chưa biết bạn nào, lát cô sẽ thêm. Cô có bạn Thanh Thư. Đâu nhỉ? Ok. Bạn Thanh Thư hôm nay rất là cố gắng nè. Một bạn nữa là bạn Minh Trang. Minh Trang Tara. Đúng chưa? Là bạn này. Rồi. Tiếp theo chúng ta có bạn Nghĩa. Không biết là cô ghi là gì Nghĩa đây. Minh Nghĩa. Không phải. Con là Hữu Nghĩa chứ đúng không? Ok. Hữu Nghĩa. Rồi. Lúc nãy có bạn Tú Jenny. Cô cũng chưa biết là bạn nào đâu. Ok. Nghĩa này. Ok, one point for you. Jenny, here you are. One point for you. Bạn nào nữa? Quỳnh Ngọc. Nguyễn. Quỳnh Ngọc. Đúng rồi. Và bạn Thu Huyền. Huyền ơi. Đây. Đâu? Cô gọi bạn Huyền nhiều nhỉ? Cô gọi đấy, giọng cô gọi đấy.
Win Dung, cô vẫn chưa biết họ của con nên cô phải viết là Win Dung, Win Dung. Nghe có vẻ hay nhỉ. Và chúng ta có bạn Minh Anh, Trần Minh Anh. Very good job. Quế Anh. Không biết là cô thêm tên con chưa. Có phải con là Lê Trần Quế Anh không? Họ con giống cô đấy. Cô là Lê Trần Thiên Hương, con là Lê Trần Quế Anh ấy. Ok, rồi. Để xem là mình có cái leaderboard hay là như nào không nhờ. Portfolio. Ok, ok. Option. View report. Ok. Rồi. Khá là ổn đấy chứ. Hôm nay các bạn tham gia 100% vào các bài này. Rất là tốt. Mỗi bạn được cộng một điểm tham gia đúng không? Đấy, có một bạn 100% này. Có một số bạn là cô chưa thể gọi con hôm nay được vì là một con chưa mở cam hay là con chưa giơ tay. Đó. Nên là lần sau con hãy cố gắng là tham gia vào bài tích cực hơn một chút nhá. Được chưa? Rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi đúng không nào? Mình phải chuẩn bị cho ngày mai chúng ta đi học chứ đúng không? Hai rồi. Mong là chỗ các con không bị mưa quá là to và cũng không bị mưa, không bị lạnh quá để mình vẫn có sức để mình đi học. Chứ cô ấy thì cô buồn ngủ lắm con ạ. Phải lạnh là cô buồn ngủ lắm. Đấy, mong là con không bị giống cô. Ok, great job. Hôm nay các con tham gia bài rất là tốt. Cảm ơn các con rất là nhiều. Ok, mong là hôm nay các con đã có một khoảng thời gian rất là vui vẻ và mình cũng có thêm một chút kiến thức nữa không nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Những bạn nào mà cô chưa quên chưa thêm tên thì hãy nhắn tin cho cô qua Zalo, bảo bố mẹ nhắn tin trực tiếp cho cô ấy. Đấy, cô ấy hướng dẫn các cách để mình có thể đăng nhập, để trứng của mình còn nở chứ đúng không nào. Một vài bạn là trứng chưa nở đâu đấy. Ok nhá. Rồi, cô cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn cô. Bye. Là được nhé. Cô lưu con là Lê Trần Quế Anh rồi. Cô sẽ gửi cho con cái đó. Bye bye. Mai đi học. Nào gọi cô đây. Cô là cái nick của chú Minh Chí à con? Là... À ừ đây đi con. Là cái nick của Nguyễn Ngọc Tú ạ. À Nguyễn Ngọc Tú à? Cô thêm rồi à con? Vâng ạ. Rồi cô ghi vào đây. Bạn có mic hôm nay có vấn đề thì mình sửa lại một chút nhá. Với cả cô nghĩ là con không nên dùng ra ngoài đâu.